xin gửi lời chào đến đại gia đình xanh đột chuối, các mẹ các ngoại đang theo dõi tại Amadisin Azazo, và các mẹ các ngoại đang theo dõi chương trình live show qua màn ảnh nhỏ. Lời chúc sức khỏe vui vẻ và chúc tâm mãi là những cây chuối xanh tươi trong vườn chuối của đại gia đình ạ. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở xứ sở ngàn hoa, và một lần nữa được nghe sứ giả cảm xúc của chúng ta hát những lời ca tiếng hát rất là mượt mà để gửi đến chúng ta trong cái ngày lễ này. Vất vả đường xa xôi, chúng ta đã đến được đây là niềm cổ vũ tinh thần cho bé. Và xin gia đình xanh đột chuối mãi vẫn đồng hành theo chân bé. Xin cảm ơn. Và sẽ là còn một số Cần Thơ nữa, Cần Thơ phải gọi cả nhà nhớ là ủng hộ bé theo chân bé nha. Yêu cả nhà. I love you. Bác bác cả nhà ơi, hôm nay thấy anh trai mưa có đẹp trai không ạ? Giữ lời hứa với con, gia đình xanh đột chuối đã đến đây cổ vũ cho con. Đêm nay con sẽ hát thật hay. Cô chúc mừng con. Đừng chúc mừng con. Níu nữa, níu nữa. Chịu nổi không? Không. Ôi chúc mừng con. Lời đầu tiên, Kim Tiến xin kính chào hết thảy gia đình xanh đột chuối ba miền cũng như là hải ngoại. Lời chào thân thương trong tình yêu idol của chúng ta, ca sĩ cảm xúc Hồ Văn Cường. Cô Tiến có một yêu cầu nhỏ trước khi cô Tiến làm một cái nhiệm vụ hoàn thành sứ mạng này. Cô Tiến muốn là con có thể đáp ứng cái yêu cầu này được không ạ? Dạ, cô nói trước đi, con không biết là có làm được không mà con không có hứa trước nữa. Cô rất là thương con, cũng như bao nhiêu ông bà cô chú ở đây rất là thương con, nên không có gì là khó khăn cho con đâu. Một cái yêu cầu rất là nhỏ. Thì nhưng mà cô nói đi, để con nếu mà không làm được thì con. Cô Tiến có một cái mong ước là tại vì cô Tiến cũng bị một pha não đâu không biết đó. Là tấn công cô Tiến, nói rằng là đợi khi nào cô Tiến già, thiệt già đi mới mong được cái nụ hôn của Hồ Văn Cường. Vì tình hình nhạy cảm của dịch Covid cho đúng rồi, nên có thể là mình không có đừng có bây giờ như vậy là mua xa tại vì nha, không mua xa có nghĩa là bây giờ bây giờ gửi đến cô Tiến cũng như là giúp Hồ Văn Cường, chúng mình cùng hát. Cô Tiến được đại diện cho cô Violet cũng như là hơn 4.800 các cô chú ở trong giúp Hồ Văn Cường chúng mình cùng hát. Và với một cái thông điệp gửi đến con trai cưng Hồ Văn Cường, khi mà các cô có một cái dự án cho MV ở đây, đúng là một cái người ta nói là thần giao cách cảm, cho nên là cũng là khi mà các cô thực hiện MV này thì lại là cùng lúc là thấy ở trên bên của ca nhạc sĩ Sơn Hà là con Cao chưa sẽ chuẩn bị một MV Người ơi đừng bỏ quê. Đây là cái điều mà các cô rất là vui sướng. Trái tim của các cô rung lên, nhịp đập của trái tim hòa theo với sứ giả cảm xúc của cả nhà xanh đột chuối. Hy vọng rằng trong nay mai sẽ đón nhận MV của con. Dù như thế nào, các cô cũng vẫn luôn dõi theo và ủng hộ, mãi yêu và mãi yêu. Cô xin thương tặng đại diện cho các cô ở nhóm Hồ Văn Cường chúng mình cùng hát. Thương tặng con 36 triệu tiền mặt. Cho MV đầu tiên của con thành công tốt đẹp. Và mong rằng cả thế giới khắp năm châu sẽ biết đến một sứ giả Hồ Văn Cường, cũng như biết đến một Hồ Văn Cường. Chỉ một Hồ Văn Cường có thể làm da diết, có thể làm chạm đến trái tim của bao người thổn thức xa quê sẽ hướng về cứu
thương. And God bless on way. Dạ rồi. Dạ vâng, xin được cảm ơn FC Xanh Gọt Chuối nhà mình rất là nhiều ạ. Đây là lần thứ hai em vinh dự được gặp gỡ FC của mình và phải công nhận là lần nào thì phong độ cũng y như lần đấy, và thậm chí là lần này phong độ còn hơn nữa. Xin được cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho Hồ Văn Cường. Thế nhưng mà xin được thông tin đến quý vị như thế này, Hồ Văn Cường sẽ cùng thể hiện ở trên sân khấu này với một sự cất giọng của nam ca nhạc sĩ Sơn Hà nữa. Và em nghĩ rằng là đối với bất cứ một ca sĩ nào thì cái niềm hạnh phúc lớn nhất của họ là được thể hiện một cách trọn vẹn hết tất cả những cái bài hát của mình. Bởi vì thông qua những bài hát như vậy, họ có thể một phần nào đó gửi gắm những tình cảm cũng như là những sự yêu thương của mình dành cho FC của họ, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là ở phần đầu của chương trình, chúng ta hãy để cho Hồ Văn Cường có thể thể hiện trọn vẹn cảm xúc của em ấy. Bởi vì ở phần 2 của chương trình thì em ấy sẽ có được nhiều thời gian hơn để giao lưu cùng với quý vị hơn. Và chúng ta sẽ để dành những cái món quà của mình cũng như là những lời chúc và tình cảm của quý vị ở phần 2 của chương trình dành cho Hồ Văn Cường. Chúng ta thống nhất không ạ? Dạ, FC mình ơi! Hồ Văn Cường! Hồ Văn Cường! Cường ơi, em có thấy tình cảm mọi người dành cho em không? Dạ có chứ. Mọi người không những là dành tình cảm nhiều cho em mà mọi người còn rất lo lắng cho sức khỏe của em nữa. Chị chia sẻ với em vậy nè, lúc mà ở trong cánh gà thì có một vị khán giả nói là con ơi, cô muốn được giao lưu với Cường nhưng mà cô không có muốn sử dụng chung micro với Cường đâu, bởi vì là mùa này nó cũng hơi nhạy cảm một xíu, cô sợ ảnh hưởng dịch tới Cường tội ẻm, cho nên xíu nữa cô mượn cái micro khác để cô nói với Cường được không? Em thấy mọi người có thương em nhiều không? Quá là yêu thương con đi. Đúng rồi, không những yêu thương mà còn lo lắng nữa. Vì vậy cho nên là những cái bài hát sau mình sẽ thể hiện hết cái cảm xúc của mình để gửi tặng đến mọi người nha. Rồi, vậy thì ca khúc tiếp theo mà Cường sẽ gửi tặng đến FC của mình là ca khúc gì? Ca khúc tiếp theo em sẽ gửi đến tất cả các cô chú anh chị ở đây là bài hát mang tựa đề là Đêm Tâm Sự. Wow. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho Hồ Văn Cường cùng Đêm Tâm Sự.